Chuyên kể là đàn ông Hàn Quốc rất sung mãn, đến 70 tuổi rồi nhưng mà họ vẫn rất có nhu cầu khá cao về việc chăn gói. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ bao cao su của thị trường của đất nước này khá lớn. Nhưng vấn đề là đến tiệm mua bao cao su đã ngại rồi, đại đây lại 70 tuổi mà đến mua thì còn ngại hơn nữa. Nên rất nhiều người đàn ông bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan và dẫn đến việc bán cao su bị trì trệ trong một thời gian. Để giải quyết tình trạng này, các nhà thuốc đã nghĩ ra một phương pháp. Họ gộp chung một hộp bao cao su và một hộp xà bông tắm như món quà tặng kèm rồi đem bày bán. Thế là mỗi khi khách hàng đấy chỉ cần nói tôi muốn mua xà bông thì chủ tiệm cửa hàng sẽ hiểu thực sự họ muốn mua cái gì. Như vậy không chỉ khách đỡ ngượng mà các nhà thuốc còn bán thêm được xà bông tắm ngoài bao cao su nữa. Bài học thú vị rút ra từ câu chuyện này là gì? Đó là không chỉ nắm bắt nhu cầu của khách hàng mà còn phải nắm bắt được hành vi của khách hàng để tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của họ. Muốn thế, bạn buộc phải hiểu kỹ yếu tố của văn hóa, xã hội, những thói quen của tập khách hàng, mục tiêu để lên chiến lược phù hợp.